Hoàng Nam thì sinh ra ở Hà Nội nhưng mà lại lập nghiệp ở Sài Gòn, nhưng bây giờ thì lại định cư ở Canada. Thế nên là khi mà bây giờ về đây, bọn em về đây là từ tháng 2 rồi quý vị. Không phải mới về đâu, quý vị yên tâm là cách ly đầy đủ rồi. Giờ ai nghe về kiểu cũng sợ hết. Tụi em về đây từ cuối tháng 2, chỉ dự tính về có 3 tuần thôi. Nhưng mà đầu tháng 3 bỗng nhiên là dịch nó bùng lên ở Hàn Quốc. Rồi vé máy bay của em bay qua Hàn Quốc bị hủy. Rồi em mua cái vé mới qua Úc cũng hủy luôn. Tất cả vé bay đều bị hủy và phải kẹt lại đây cho đến bây giờ là tháng 1 rồi quý vị. New Year rồi. Gần 1 năm rồi mà vẫn chưa quay trở về Canada được. Nhưng mà cũng chính vì kẹt lại đây nên mới biết rằng Việt Nam chúng ta chống dịch hiệu quả nhất thế giới, đúng không ạ? Yeah, go Việt Nam! Congratulations, okay, âm thanh good. Vâng, âm thanh được rồi, một lát em kể chuyện tiếp cho quý vị nghe. Vâng, quý vị cùng nghe Gặp Nhau Làm Ngơ, một sáng tác của Trần Thiện Thành. Yeah! Nhau chung một đường kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình ngay đón chàng dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi xa ly thật thơ. Cha cha cha. Mà quý vị gặp tụi em đừng có làm ngơ nha.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ tin là